quý vị và các bạn, nói đến Yogyakarta, người dân địa phương thường trìu mến gọi thành phố này bằng cái tên thân mật đó là Yogi. Ở Indonesia, Yogyakarta là thành phố duy nhất có đến hai di sản thế giới cùng tồn tại, đó là đền Borobudur và đền Brahma. Ngay trong buổi chiều đầu tiên ở Kodo Yosa, chúng tôi đã háo hức tìm đến đường Malioboro nổi tiếng. Qua một đoạn đường ngắn, chúng tôi đã trông thấy tượng đài Tugu nằm đơn độc tại giao điểm của bốn con đường là Mankubumi, Soediman, Sanganshi và Diponegoro. Chiếc cột đá này trông đơn giản nhưng đã tồn tại hơn 3 thế kỷ, gắn liền với những thời điểm và sự kiện lịch sử quan trọng của cố đô Yogyakarta. Tượng đài Tugu được tiểu vương Hamengkubuwono đệ lục xây dựng. Thoạt đầu, Tugu có một quả cầu trên đỉnh cột, thể hiện cho vũ trụ. Đến thời thuộc địa, quả cầu được thay bằng một khối hình trụ. Sau đó, trận động đất ngày 10 tháng 6 năm 1867 tại Yogyakarta đã phá hủy chiếc cột. Đến năm 1889, chính quyền cai trị Hà Lan cho xây dựng lại tượng đài này như ta thấy ngày nay. Cắt ngang đầu đường Malioboro là đường xe lửa dẫn vào ga Tugu. Đây là nhà ga chính của thành phố với 6 đường tàu phục vụ cho 20 chuyến tàu đi và đến Yogyakarta từ các thành phố lớn của Indonesia như Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya. Nhà ga Tugu hoạt động từ tháng 5 năm 1887 như một nỗ lực của chính quyền cai trị Hà Lan thời bấy giờ để vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp đến từ các đảo Java, Sumatra, Kalimantan và Sulawesi. Đây cũng là nhà ga phục vụ việc vận chuyển hành khách lâu đời nhất tại Indonesia, được bắt đầu từ tháng 2 năm 1905. Sau khi đoàn tàu đi qua, chúng tôi đã có mặt tại đường Malioboro. Con đường dài chỉ khoảng 2 km này dày đặc những cửa hàng bán đồ lưu niệm cùng sản phẩm truyền thống nổi tiếng của Indonesia như vải batik, quần áo, giày dép. Thật khó nghĩ khi muốn chọn một món hàng vừa hợp ý vừa được giá vì có quá nhiều hàng quá mà cửa hàng nào cũng có những người bán hàng nhiệt tình chào mời du khách. Cuối đường Malioboro là cung điện hoàng gia Kraton, nơi ngày mai ekip chúng tôi sẽ ghé thăm. Đang lưỡng lự giữa các gian hàng thì có một người đến bắt chuyện với chúng tôi. Ông là Henry Wasito. Henry Wasito rất vui khi biết chúng tôi là những người làm báo đến Indonesia để tìm hiểu và giới thiệu về đất nước ông. Henry Wasito mời chúng tôi đến xem phòng trưng bày tranh batik của ông ở một con hẻm nhỏ gần đó. Đây cũng là nơi sản xuất tranh với người thực hiện là các em sinh viên và học sinh tại Yogyakarta. Xưởng sản xuất tranh batik của Henry Wasito rộng không đầy 30 mét vuông, bày la liệt những vật liệu, dụng cụ làm tranh. Một số tác phẩm đã hoàn thành,
được treo khắp nơi trong phòng để tiện giới thiệu cho khách tham quan. Một số còn dang dở nhưng đã toát lên được nội dung tác phẩm. Henry Wasito nhiệt tình giải thích cho chúng tôi nắm được quy trình thực hiện một bức tranh batik, trình bày sự độc đáo của những sản phẩm được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công này. Sự độc đáo đó nằm ở chỗ cả hai mặt, trái và phải của tranh đều giống nhau. Ngoài ra, do được sử dụng màu tự nhiên, khi thấm nước, bức tranh không bị chảy màu. Càng về đêm, Malioboro càng trở nên đông vui với xe ngựa chở khách tham quan, xe bán hàng lưu động, xe bán nước tràn ra đầy vỉa hè và trên mặt phố. Người dân Yogyakarta cùng hòa mình vào dòng du khách đổ về mỗi lúc một đông. Họ đến đây như một thói quen hàng ngày để được gặp gỡ và trò chuyện cùng nhau. Nếu các cửa hàng bán đồ lưu niệm, quần áo và các mặt hàng khác trên đường Malioboro chủ yếu là để dành cho du khách nước ngoài, thì ngôi chợ truyền thống Benrin Hajio cũng nằm trên con đường này, lại là địa chỉ quen thuộc với người dân địa phương. Chợ Benrin Hajio được xây dựng vào thế kỷ thứ 18, bày bán đủ loại hàng hóa, từ hàng thủ công mỹ nghệ, nữ trang, quần áo, vải dốc, cho đến các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như rau củ, trái cây, thịt cá, vân vân. Trên con đường Malioboro tấp nập còn có nhiều tòa nhà mang phong cách thuộc địa như nhà bưu điện thành phố, ngân hàng với kiến trúc độc đáo nằm xen lẫn với các khách sạn hiện đại 4 sao, 5 sao, thể hiện sự hòa quyện giữa hiện tại và quá khứ trên vùng đất cố đô Yogyakarta này. Tại vị trí đẹp nhất trên đường Malioboro là cụm tượng đài kỷ niệm sự kiện ngày 1 tháng 3 năm 1949, khi người dân Indonesia quyết tâm đứng lên bảo vệ nền độc lập non trẻ vừa giành được trước âm mưu tái chiếm của quân đội Hà Lan. Vào thời điểm đó, dưới sự lãnh đạo của sư đoàn trưởng Sudirman, lực lượng quân đội Indonesia kết hợp với người dân địa phương đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ Yogyakarta. Từng cảm nhận được tinh thần yêu nước của người dân Palembang trên đảo Sumatra, hôm nay, dưới chân tượng đài này, chúng tôi một lần nữa thấm thía rằng, trong công cuộc bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước, sức mạnh của một dân tộc thực sự là sức mạnh rất lớn lao và vĩ đại. Ít thời gian còn lại trong ngày, chúng tôi dành đến thăm bảo tàng Sonobuduyo nằm trên đường Trikora ngay cạnh cung điện hoàng gia để xem buổi biểu diễn múa rối bóng truyền thống gọi là Wayang Kulit Indonesia, một dự định mà chúng tôi từng để lỡ trong thời gian lưu lại Semarang. Ngoài Wayang Kulit còn có nhiều hình thức khác của múa rối bóng như Wayang Golek, Wayang Klitit, Wayang Beber, Wayang Lombok, vân vân. Tuy nhiên, Wayang Kulit, tức múa rối bóng bằng da, là loại hình hấp dẫn nhất.
là di sản văn hóa cổ nổi tiếng của Indonesia, còn được lưu giữ đến ngày nay. Múa rối bóng là sản phẩm kết hợp giữa các yếu tố như múa rối, âm nhạc, thần thoại và kể chuyện. Buổi biểu diễn bắt đầu lúc 20 giờ, nhưng vào lúc 19 giờ, chúng tôi đã thấy các nghệ nhân trong trang phục truyền thống của người Java chuẩn bị các dụng cụ phục vụ đêm diễn. Điều khiển dàn nhạc Gamelan có 15 nghệ nhân, ngoài ra còn có 5 nghệ nhân hát. Tuy nhiên, nhân vật quan trọng nhất quyết định sự thành công của đêm diễn chính là nghệ nhân điều khiển rối, tức Đa Lan. Vở diễn chúng tôi xem hôm nay mang nội dung của tập 3 trong bộ sử thi 8 tập Ramayana, được Đa Lan Bam Bam điều khiển. Dù không hiểu hết nội dung và ý nghĩa câu chuyện, song qua vở diễn, chúng tôi thật sự rất ấn tượng với thái độ nghiêm túc và tinh thần lao động tận tụy của các nghệ nhân biểu diễn múa rối bóng ở Yogyakarta. Về phía khán giả, mặc dù chỉ có khoảng 20 người, trong đó chủ yếu là người nước ngoài, nhưng đêm nay, chúng tôi thấy tất cả họ đều bị cuốn hút trước sự hóa thân tuyệt vời của các nghệ nhân. Chính là qua họ mà chúng tôi, những người lần đầu tiên được thưởng thức nghệ thuật Wayang Kulit, càng thấy rõ hơn rằng Wayang Kulit là một di sản văn hóa quý giá của Indonesia và thế giới. Một loại hình nghệ thuật rất cần được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Thưa quý vị và các bạn, trong nội dung tập 10 của ký sự khám phá đất nước vạn đảo, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn về cố đô Yogyakarta. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.